Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Housing SE05 2024 ra mắt tại châu Á. Mẫu xe bị đồn đoán là NVX 2024. Phiên bản Yamaha NVX 2024 mới đây đã trở thành mục tiêu đạo nhái của các pháp sư đến từ Trung Hoa. Cụ thể cái mẫu xe là Housing nội địa tại Trung Quốc. Họ đã học hỏi trái hình thiết kế của là NVX 2024. Tuy nhiên lại tạo ra một cái điểm mới mẻ về mặt kiểu dáng bên ngoài, đồng thời còn trang bị những cái yếu tố xịn sò hơn cả phiên bản gốc. Cái bản sao của NVX 2024 hiện đang làm mưa làm gió trên rất nhiều các trang mạng xã hội quốc tế. Cái mẫu xe là Housing SE05 2024 cũng vừa mới được ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Thoạt nhìn qua cái vẻ bên ngoài mà không ý các tên nhãn hiệu ở trên xe, không ít người đã bị nhầm lẫn là Housing SE05 2024 là phiên bản NVX 2024 hoàn toàn mới. Tuy nhiên thực tế thì Housing cũng đã đạo nhái cái kiểu dáng của NVX 2024 và chỉ thay đổi một ít ở cái phần mặt tiền phần đằng lái. Housing SE05 2024 chỉ có kiểu dáng thiết kế cái cụm đèn lái khác biệt so với NVX 2024 ở chỗ không có dải đèn định vị DLS thu hẹp cái vị trí hốc đèn. Chính vì vậy khiến cho kiểu dáng tổng thể của cái mẫu xe này đã trở nên hầm hố và thể thao hơn. Cái phần đèn hậu và những vị trí khác sẽ học hỏi toàn bộ nguồn gốc thiết kế của NVX 2024. Housing SE05 2024 tuy là mẫu xe đến từ Trung Quốc nhưng lại vượt trội hơn phiên bản Yamaha NVX 2024 của Việt Nam ở chỗ có tích hợp luôn cả hệ thống lạch thắng đĩa ở phía sau chứ không tận dụng lạch thắng đùm giống như cái mẫu xe chính hãng của Yamaha Việt Nam. Hệ thống an toàn chính sổ cho mình cái công nghệ phanh ABS một kinh phía trước mà còn sẽ cho mình thêm cái công nghệ là TCS là chống trượt bánh di chuyển trên những cái đường chân trượt. Hãng Housing cũng trang bị cho cái phiên bản SE05 2024 những yếu tố khác như màn hình LCD, cổng sạc USB, cái phụ bình dầu khí nén ở phía sau vân. Và phiên bản SE05 2024 sẽ mang cho mình động cơ dung tích thật là 150cc giảm nhiệt bằng nước, sinh ra cái công suất tối đa là 14 HP, đạt ứng ngưỡng tua máy là 8.500 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại là 13.6 Nm. Tại ngưỡng tua máy là 6.000 vòng/phút. Hiện tại thì hãng Housing chỉ mới ra mắt cái mẫu là SE05 2024 chứ chưa hoàn toàn công bố mức giá bán cụ thể của cái mẫu xe lần này. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.